Bộ Y tế chỉ đạo nóng tuyệt đối không có vùng cấm nếu phát hiện sai phạm ở bệnh viện ca. Thất tình, nhóm thanh niên mang kiếm tấn công người đi đường. Cao Bằng, thảm thương bé trai đi xem lũ dữ bị cuốn trôi xa tận 11km tử vong. Bất thường trong vụ đất quê bị thổi giá ngang với giá đất phố ở thủ đô. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Liên quan đến vụ bệnh viện ca bị tố làm tiền bệnh nhân, nhận đút lót 200.000 đồng mỗi lần xạ trị, Mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã dẫn đầu đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Bệnh viện K Hà Nội để làm rõ các thông tin phản ánh trên mạng xã hội nghi ngờ về hành vi tiêu cực của nhân viên y tế tại đây. Báo cáo với lãnh đạo Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện K Lê Văn Quảng cho biết, ngay khi nhận được những phản ánh tiêu cực trên mạng xã hội, bệnh viện đã chỉ đạo tổ chức cuộc họp khẩn giữa ban giám đốc với trưởng các khoa, phòng, đồng thời tổ chức họp riêng với từng khối nội, ngoại, xạ và các phòng ban chức năng để xác minh thông tin. Qua quá trình giả soát, Bệnh viện K phát hiện một số hình ảnh cho thấy việc đưa phong bì cho bác sĩ đã xảy ra từ năm 2014. Nhân viên y tế liên quan đã bị kỷ luật và điều chuyển công tác. Hiện tại, Bệnh viện K đang phải đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng. Cả ba cơ sở điều trị của bệnh viện đều làm việc liên tục, đặc biệt là khối xạ trị. Với thời gian làm việc là 23 trên 24 giờ mỗi ngày, trước thực trạng này bệnh viện nhận thấy nguy cơ nảy sinh tiêu cực và đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm chấn chỉnh thái độ phục vụ và phòng chống tiêu cực bao gồm việc kỷ luật một số cán bộ có hành vi không đúng mực với bệnh nhân thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn nhấn mạnh rằng tinh thần của bộ y tế là không có vùng cấm trong việc xử lý các vấn đề tiêu cực bộ yêu cầu bệnh viện k phải làm rõ vụ việc một cách công khai và nghiêm túc đồng thời cập nhật thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí Thứ trưởng cũng chỉ đạo bệnh viện định kỳ lấy ý kiến từ bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế để cải thiện quy trình khám chữa bệnh, giao tiếp và ứng xử với bệnh nhân. Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Hà Anh Đức cũng đã đề nghị bệnh viện cần tăng cường tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp và nghiệp vụ cho nhân viên y tế, đồng thời thực hiện phương châm lấy người bệnh làm trung tâm. Đặc biệt sau sự việc được phản ánh trên mạng xã hội, ngày 19 tháng 8 vừa qua, ngay sau khi có chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế và các cục vụ, bệnh viện đã gửi công văn báo cáo sự việc và mời cơ quan công an và các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh. Bệnh viện cũng công khai số điện thoại đường dây nóng của cả ba cơ sở để người dân có thể phản ánh kịp thời. Để cải thiện chất lượng dịch vụ, bệnh viện dự kiến sẽ mua thêm 4 máy xả trị nhằm nâng cao khả năng điều trị và giảm tải cho các cơ sở hiện tại. Đồng thời, bệnh viện sẽ tiếp tục giả soát quy trình khám chữa bệnh giảm bớt thủ tục hành chính và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Giáo sư tiến sĩ Lê Văn Quảng khẳng định rằng bệnh viện luôn lắng nghe phản ánh từ công chúng và sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Nếu nhận được bất kỳ phản ánh nào về thái độ không phù hợp của nhân viên y tế, bệnh viện sẽ thực hiện tạm dừng công việc để xác minh và kỷ luật nếu cần. Ông Quảng cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với công chúng đã theo dõi và phản ánh những bất cập, đóng góp ý kiến để bệnh viện hoạt động tốt hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn. Bệnh viện ca cam kết sẽ nỗ lực để phục vụ bệnh nhân tốt nhất và đảm bảo môi trường làm việc công bằng, chuyên nghiệp cho toàn bộ cán bộ y tế. Ngày 24 tháng 8, Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra một vụ việc nghiêm trọng liên quan đến hành vi gây thương tích. Vụ việc xảy ra khi hai thanh niên N và F bị một nhóm thanh niên vô cớ tấn công trong khi đang điều khiển xe máy trên đường theo thông tin ban đầu ngô văn huy cư trú tại xã cán khê huyện như thanh do buồn chuyện thất tình đã rủ nhóm bạn gồm lê viết hà văn hoàng hà văn đạt cùng ngụ xã cán khê và nguyễn tuấn tài ngụ huyện triệu sơn đi chơi nhóm này mang theo hung khí trong chuyến đi khi đến khu vực ngã ba thôn diễn phú thuộc xã hợp thành huyện triệu sơn nhóm của huy đã gặp một nhóm khác gồm hdf hds ldhn hvta và hai bạn nữ để giải quyết nỗi buồn từ chuyện tình cảm huy và nhóm bạn đã quay lại tấn công nhóm người đi đường này khiến n và phờ bị thương trong vụ tấn công phờ bị thương ở lưng đặc biệt là tại vị trí xương vai bên trái và phải điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa tại cơ quan công an ngô văn huy đã khai nhận hành vi của mình là do bị thất tình và việc mang theo hung khí nhằm giải quyết nỗi buồn cá nhân công an huyện triệu sơn đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu N.A.T, nạn nhân bị mất tích hôm 22 tháng 8. Theo đó, thi thể cháu T được tìm thấy tại khu vực thuộc xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc, cách vị trí mất tích ban đầu gần 11 km. Trước đó, cháu T, sinh năm 2013, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, đi xem nước sông dâng cao, đoạn đầu cầu sang trường trung học cơ sở thị trấn Bảo Lạc khi đi đến đoạn tiếp giáp nước sông Neo gặp sông Gâm thuộc địa phận tổ dân phố 4 thị trấn Bảo Lạc, cháu Tê không may bị trượt chân rơi xuống sông mất tích. Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc đã huy động hơn 100 người thuộc các lực lượng công an, quân sự kết hợp với nhân dân hỗ trợ gia đình tìm kiếm cháu Tê. Tại Yên Bái, một người đàn ông cũng bị mất tích khi đi qua cây cầu nhỏ bắc qua suối thuộc địa phận xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên. Danh tính nạn nhân được xác định là ông HDT, sinh năm 1959, chú xã Hồng Ca. Theo đó, ông Tê đi ăn cơm tối bên nhà hàng xóm, cách nhà 300 mét, sau đó không thấy trở về. Gia đình không liên lạc được với ông Tê nên đến cơ quan chức năng trình báo. Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Hồng Ca huy động hơn 100 người thuộc các lực lượng công an, quân sự kết hợp với nhân dân hỗ trợ gia đình tìm kiếm ông Tê. Qua kiểm tra, nhà chức trách nhận thấy quãng đường từ nhà ông Tê sang hàng xóm có một cây cầu nhỏ bắc qua suối buổi tối không có đèn đường thời điểm ông Tây đi qua trời đổ mưa lớn nhiều lô đất nền ở các vùng quê Hà Nội đang được chủ sở hữu đẩy giá lên hơn 100 triệu đồng một mét vuông việc giá đất ở các huyện vùng ven cơ sở hạ tầng hạn chế nhưng được đẩy lên ngang với đất mặt phố ở thủ đô đặt ra nhiều nghi vấn về việc có bàn tay thao túng đứng đằng sau để đẩy giá trục lợi sự việc với nhiều dấu hiệu bất thường khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ giống vụ đấu giá đất ở Thủ Thiêm thành phố Hồ Chí Minh gây bất lợi cho thị trường, tước đi cơ hội sở hữu nhà của hàng triệu người dân, phá vỡ các nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội của chính phủ. Ông Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, hoàn toàn có thể xảy ra một vụ việc giống thủ thiêm bởi người tham gia đấu giá chỉ phải đặt cọc số tiền hơn 100 triệu đồng. Tôi cho rằng đây là số tiền quá nhỏ để họ sẵn sàng bỏ đi khi đã đạt được mục đích nâng giá bất động sản trong khu vực lên. Tôi dự đoán việc bỏ cọc sẽ xảy ra. Tuy nhiên thực tế như thế nào thì hãy đợi thêm vài ngày nữa, đến thời điểm đóng tiền sẽ rõ. Cũng theo ông Võ, hiện nay đã có quy định pháp luật để xử lý đối với những trường hợp chúng đấu giá với giá cao sau đó bỏ cọc. Tuy nhiên, quy định này đến tháng 1 năm 2025 mới có hiệu lực. Do đó, việc nhiều người lợi dụng đấu giá đất để tạo mặt bằng giá mới là hoàn toàn có thể xảy ra. Phân tích thêm về việc những lô đất ngoại thành Hà Nội được đấu giá với mức hơn 100 triệu đồng một mét vuông, chuyên gia Đặng Hùng Võ khẳng định đây là hiện tượng vô cùng bất thường. Ông Võ nhận định, có thể tiềm ẩn việc những người đấu giá này đang đẩy giá đất trong khu vực lên thật cao để tuôn hàng tồn trước đó của mình. Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị DTG Group cho biết, so sánh vụ đấu giá đất ở Tiền Yên, huyện Hoài Đức hay Thanh Cao, huyện Thanh Oai, với đấu giá đất ở Thủ Thiêm là có phần khập khiễng do giá trị chênh lệch quá nhiều. Ông Khánh nói, Thủ Thiêm là vùng đất đắc địa trong trung tâm thành phố Hồ Chí Minh được định hướng như một khu trung tâm mới đầy đủ tiện ích. Còn đất ở Hoài Đức, Thanh Oai là vùng xa trung tâm. Giá sau khi đấu giá không đúng so với hạ tầng xã hội và vượt quá kỳ vọng. mảnh đất này cũng không gắn với câu chuyện, không có định hướng gì quá lớn để có thể tăng giá đến mức giá như thế. Theo ông Khánh, mức giá trên 100 triệu đồng một mét vuông là cao đến mức vô lý, không xứng với mặt bằng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, xã hội tại đây. Nếu có thể chấp nhận được thì đây cũng phải là mức giá của tương lai 5-6 năm nữa. Vì mức giá quá cao nên ông Khánh dự báo sẽ mang đến nhiều hệ lụy. Đó là khả năng xảy ra tình trạng bỏ cọc hàng loạt và nguy cơ những phiên đấu giá sau tại chính khu đất này hay khu vực xung quanh sẽ dở dang. Một môi giới bất động sản lâu năm cũng nhận định, với kinh nghiệm hơn chục năm trong nghề, tôi khẳng định đây là chiêu trò thổi giá và bong bóng bất động sản này sẽ nhanh vỡ. Việc đặt cọc 100 triệu đồng là quá ít khiến nhiều người có thể mang tâm lý sẵn sàng bỏ cọc khi đến hạn đóng tiền. Vị này phân tích, theo quy định để được đấu giá, các nhà đầu tư phải đặt cọc số tiền từ 109 triệu đồng đến 172 triệu đồng một lô. Nếu có bỏ khoản cọc này cũng không đáng là bao, nên giới cò đất hoàn toàn có thể chịu mất tiền để được hưởng lợi cao hơn. Đó là khi giá đất đã tăng cao chóng mặt giúp họ thoát hàng với mức giá mới. Đây chính là chiêu cò đất tham gia thổi giá để lùa gà. Có thể những người trùng đấu giá chỉ mua giá cao một vài lô để nâng giá đất xung quanh và để bán chính những lô giá thấp sau đó bỏ cọc. Thực tế có rất nhiều trường hợp trước đó đấu giá cao xong bỏ cọc. Mới đây, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Cờ Rông Năng, huyện Cờ Rông Năng, tỉnh Đắk Lắc cho biết anh IQNK, 37 tuổi, ngụ thị trấn Cờ Rông Năng đã tử vong do bị rắn cạp nia cắn. Theo lời người dân, khoảng 0 giờ ngày 9 tháng 8, anh IQNK nghe tiếng con trai la hét vì có rắn cạp nia bò vào nhà. Ngay sau đó, anh IQNK thức dậy, đánh đuổi con rắn. Trong lúc đánh đuổi rắn cạp nia, anh IQNK bị rắn cắn vào cổ chân và được người thân đưa đến bệnh viện Cơ Năng cấp cứu. Anh IQNK sau đó được đưa đến bệnh viện Trợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh rồi được chuyển về bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị. Tuy nhiên, đến dạng sáng ngày 23 tháng 8 thì tử vong. Người thân nạn nhân nói, Hôm đó có hai con rắn gặp Nia bò vào nhà. Anh ấy đánh đuổi một con thì phát hiện có một con rắn khác bỏ chạy. Người vợ nạn nhân cho biết thêm, thời điểm bị cắn, anh IQNK vẫn tỉnh táo. Tuy nhiên, khoảng 3 tiếng sau, người chồng xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, tức ngực, cứng hết chân tay, không nói được. Người vợ nói thêm, con rắn gặp Nia khá to và dài nặng. Rắn gặp Nia là một trong 10 loài rắn độc nhất sống ở Việt Nam. Nọc rắn gặp Nia cực độc, Tỷ lệ tử vong do chúng cắn có thể lên đến 75% nếu không được cấp cứu kịp thời. Liên quan đến vụ tai nạn lao động tại công trình thi công cống thoát nước dưới gầm cầu Trần Hoàng Na, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ xảy ra chiều ngày 23 tháng 8, làm hai công nhân thương vong, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển thành phố Cần Thơ đã có báo cáo chính thức nguyên nhân vụ việc. Ban quản lý dự án ODA Cần Thơ, công trình đang trong giai đoạn hoàn trả hệ thống thoát nước mưa dọc hai bên đường gom dân sinh dưới cầu Trần Hoàng Na. Nhà thầu thi công đã sử dụng hai máy đào để thực hiện công việc đào hố móng. Trong quá trình thi công, hai công nhân đang làm việc dưới hố móng thì bất ngờ xảy ra sạt lở đất trên thành hố, khiến ông Nguyễn Văn Tùng, 53 tuổi, quê quán huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, bị vùi lấp và tử vong tại chỗ. Còn ông Nguyễn Thành Bình, 40 tuổi, địa chỉ thường trú tại Cà Mau, may mắn thoát ra và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân chính của sự cố được xác định là do mưa nhiều và thủy chiều dâng cao khiến đất trở nên mềm yếu, dẫn đến sạt lở trên miệng thành hố đào, khiến đất đá sạt xuống vùi lấp công nhân. Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng cứu nạn và cứu hộ, bao gồm cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Cần Thơ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm và cứu hộ. Ông Nguyễn Thành Bình, người sống sót, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng bất tỉnh các bác sĩ đã tiến hành chụp CT scan vùng đầu để kiểm tra tình trạng sức khỏe và xác định chấn thương. Dù được cấp cứu kịp thời, tình trạng của ông vẫn còn nghiêm trọng. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, thi thể của ông Nguyễn Văn Tùng đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy. Ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ cũng có mặt tại hiện trường để phối hợp công tác cứu hộ và hỗ trợ các nạn nhân. Ngày 23 tháng 8, sau hơn một tháng xét xử và nghị án, Tòa Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra phán quyết đối với hai cựu cục trưởng đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà, Trần Kỳ Hình cùng 252 bị cáo về 11 tội danh liên quan đến sai phạm trong hoạt động đăng kiểm. Đây là vụ án có số lượng bị cáo nhiều nhất từ trước đến nay. Tòa từng dự kiến xét xử trong 3 tháng. Sau quá trình tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát cân nhắc xem xét cho nhiều bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ hình phạt, làm căn cứ đề nghị lại mức án với nhiều bị cáo. Trong đó, đáng chú ý là nhiều bị cáo được đề nghị chuyển sang án tù treo thay vì tù giam như đề nghị ban đầu. Chiều ngày 23 tháng 8 sau gần một ngày tuyên án, hội đồng xét xử đã đưa ra mức án cụ thể đối với 254 bị cáo trong đại án đăng kiểm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Kỳ Hình, cựu cục trưởng từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 7 năm 2021, 19 năm tù về tội nhận hối lộ và 6 năm tù lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt là 25 năm tù về hai tội danh. Bị cáo Đặng Việt Hà, cựu cục trưởng từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022, 19 năm tù về tội nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Vũ Hải, cựu phó cục trưởng 4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Trần Anh Quân, cựu quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới, phòng VAR, 14 năm tù về tội nhận hối lộ. Hội đồng xét xử nhận định, các bị cáo vì động cơ vụ lợi đã trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đăng kiểm xe cơ giới và phương tiện thủy nội địa. Đây là vụ án tham nhũng xảy ra trong phạm vi rộng của cả nước có tính hệ thống từ cục đăng kiểm đến phòng ban đăng kiểm, trung tâm đăng kiểm nhà nước tư nhân. Hành vi của các bị cáo đã làm cho đội ngũ cán bộ nhà nước trở nên thoái hóa biến chất, dẫn đến mất lòng tin của nhân dân đến ngành đăng kiểm, gián tiếp gây thiệt hại tính mạng sức khỏe của con người do các phương tiện đăng kiểm không đủ điều kiện nhưng vẫn tham gia giao thông và gây ra tai nạn để lại hậu quả hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo đều có trình độ chuyên môn và biết rõ hậu quả có thể xảy ra khi không làm đúng quy định pháp luật nhưng vẫn cố ý phạm tội thể hiện tính xem thường pháp luật vì vậy cần phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật quan điểm của hội đồng xét xử phải xét xử nghiêm khắc đối với các bị cáo là lãnh đạo cục chủ đầu tư trung tâm tư nhân theo mức án viện kiểm sát đề nghị đối với các bị cáo được viện kiểm sát đề nghị giảm nhẹ hưởng án treo là phù hợp thể hiện sự khoan hồng pháp luật Tại giải Karate năng khiếu trẻ thành phố Hồ Chí Minh, cuộc thi chung kết nhóm tuổi 11-12 đã diễn ra với sự tham gia của nhiều vận động viên trẻ tuổi đầy triển vọng. Trong trận đấu ở hạng cân 45 kg, vận động viên Nguyễn TM, sinh năm 2013, quận Tân Bình, đã để thua với tỷ số 3-11 trước một đối thủ đến từ quận Bình Thạnh. Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở kết quả trận đấu mà còn trở nên căng thẳng hơn khi phụ huynh của TM, ông Nguyễn Mạnh Dương, đã bức xúc tố cáo về sự bất công trong xử lý kết quả thi đấu. Ông Dương người đã đăng tải trên trang cá nhân vào tối ngày 19 tháng 8 cáo buộc rằng con gái ông đã bị xử thua không công bằng. Ông cho rằng trọng tài trong trận đấu đã có sự thiên vị đối với vận động viên đến từ quận Bình Thạnh. Theo ông Dương, trưởng đoàn karate quận Tân Bình đã giải thích với ông và huấn luyện viên của TM rằng quận Bình Thạnh ít huy chương, họ xin mình nên cho họ một cái. Sau khi làm đơn tố cáo, ông Dương đã có buổi làm việc vào sáng ngày 23 tháng 8 với đại diện Phòng Văn hóa Thể thao quận Tân Bình, bao gồm ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Tân Bình. Trong buổi làm việc, ông Dương đã trình bày các điểm bất bình của mình và yêu cầu được làm rõ. Bà Nguyễn Thị Mộng Tâm, huấn luyện viên của đội Tân Bình, người liên quan đến việc nhiều huy chương, đã không tham gia buổi làm việc. Theo tường trình của bà Mộng Tâm gửi đến trung tâm, bà thừa nhận có nói rằng nếu ra thi đấu cũng bị xử thua, nhưng phủ nhận việc nhiều huy chương cho quận Bình Thạnh. Ông Nguyễn Mạnh Dương cho biết rằng từ sau sự việc, huấn luyện viên Mộng Tâm vẫn chưa liên lạc với ông. Dù vậy, ông sẵn sàng gặp gỡ để đối chất nếu cần. Ông cũng chia sẻ rằng ông đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều phía, bao gồm bạn bè, đồng nghiệp và cả những người xa lạ, đặc biệt là các huấn luyện viên karate tại thành phố Hồ Chí Minh về phía các cơ quan chức năng, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các bộ phận liên quan giải quyết vụ việc. Phòng Quản lý Thể dục Thể thao và Trung tâm Huấn luyện Thi đấu Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai quy trình kiểm tra từ các bộ phận liên quan, bao gồm đội Karate Tân Bình, Ban tổ chức giải, giám sát và trọng tài. Liên đoàn Karate Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập tổ trọng tài riêng để giám định độc lập video trận đấu mà ông Dương cung cấp. Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thành lập tổ thanh tra để xem xét vụ việc. Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định rằng mọi vấn đề mà phụ huynh phản ánh sẽ được kiểm tra một cách khách quan, công bằng và cẩn trọng. Sở cam kết sẽ có kết luận chính thức sau khi hoàn tất kiểm tra và nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm minh, không bao che hay né tránh. Dự kiến vào ngày 27 tháng 8 tới, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố kết luận chính thức về vụ việc này. Ông Dương cũng bày tỏ sự thông cảm đối với việc các cơ quan liên quan cần thời gian để xác minh và làm rõ các vấn đề và cho biết sẵn sàng chờ đợi miễn sao việc điều tra không kéo dài quá lâu. Ông bày tỏ hy vọng rằng nếu vụ việc được giải quyết công bằng, có thể để con gái ông trở lại tập luyện tại đội năng khiếu của quận Tân Bình. Tuy nhiên, điều này sẽ phụ thuộc vào việc huấn luyện viên Mộng Tâm còn làm việc tại đây hay không. Mới đây Thanh tra tỉnh Bạc Liêu vừa có kết luận thanh tra các dự án gói thầu có liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC do Ủy ban Nhân dân thị xã Giá Rai làm chủ đầu tư. Khoảng năm 2016, công ty AIC có thực hiện gói thầu mua sắm hệ thống chụp CT scanner 16 lát cắt, gói thầu số 21 hơn 15 tỷ đồng tại Bệnh viện huyện Giá Rai. Theo cơ quan thanh tra, công ty AIC và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của công ty thực hiện gói thầu có dấu hiệu thiếu minh bạch. Tuy nhiên, chủ đầu tư không phát hiện kịp thời từ giai đoạn báo giá, xin chủ trương đầu tư, lập dự toán, thẩm định giá. Chủ đầu tư, các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan thiếu kiểm tra về trình tự thủ tục, hồ sơ pháp lý để xảy ra hạn chế, thiếu sót trong việc chỉ định thầu các đơn vị tư vấn, phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật, nghiệm thu sản phẩm tư vấn, thiết bị, lập hồ sơ trình thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Chẳng hạn như trong công tác đấu thầu, có 2 trên 3 nhà thầu là công ty AIC và công ty cổ phần uy tín toàn cầu, doanh nghiệp hệ sinh thái AIC cùng tham gia dự thầu nhằm tạo điều kiện cho AIC trúng thầu, từ đó hiệu quả tiết kiệm ngân sách qua công tác đấu thầu thấp. Công ty AIC không có tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hóa đối với máy bơm tiêm thuốc cản quang và máy in phim khô có xuất xứ từ nước ngoài, không có hóa đơn tài chính đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. Hạn chế thiếu sót trên thuộc về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện Giá Rai, trọng tâm là chủ tịch, phó chủ tịch phụ trách và các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan. Thanh tra tỉnh Bạc Liêu kiến nghị chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh này chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc đối với lãnh đạo Sở Y tế, Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai và các đơn vị cá nhân có liên quan thời điểm phụ trách. Trước đây, tại Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, ông Trần Hoài Đảo, phó giám đốc sở này đã bị kỷ luật khiển trách về đảng do liên quan tới việc mua sắm, sử dụng trang thiết bị, vật tư phòng chống dịch COVID-19 từ công ty cổ phần Việt Á gây thất thoát ngân sách nhà nước. Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cũng kết luận, trong các gói thầu mua sắm phòng chống dịch COVID-19, có 3 gói thầu liên quan Việt Á với tổng giá trị hơn 23,7 tỷ đồng, với nhiều sai phạm nghiêm trọng gây thiệt hại lãng phí ngân sách nhà nước hơn 8,9 tỷ đồng. Ông Đào được xác định là chủ tịch hội đồng thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cùng chịu kỷ luật với lãnh đạo Sở Y tế Bạc Liêu, còn một số cán bộ phòng ban lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh CDC. Thông tin về kiểm soát dịch bệnh đậu mùa khỉ tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hồng Tâm, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, thành phố vẫn đang kiểm soát thông qua các hoạt động giám sát chủ động tại cửa khẩu và cộng đồng, chưa ghi nhận thay đổi về dịch tễ học của bệnh đậu mùa khỉ. Ông Nguyễn Hồng Tâm cho biết, đặc điểm dịch tễ của các ca bệnh đậu mùa khỉ tại thành phố Hồ Chí Minh là nam giới chiếm 100% với độ tuổi trung bình là 32, nhỏ nhất là 18 tuổi và lớn nhất là 53 tuổi. Độ tuổi ghi nhận nhiều nhất là từ 30 đến 39 tuổi chiếm 46%, 84% ca bệnh tự nhận bản thân thuộc nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới MSM. Đáng lưu ý, có 55% là người sống chung với HIV và 7% đang điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV. Vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố bệnh Mpox là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp toàn cầu do có biến chủng mới clade 1B. Biến chủng này gây ra tình trạng ca bệnh gia tăng nhanh chóng tại châu Phi. Ông Tâm khẳng định hiện nay, dịch bệnh M-Post trên địa bàn thành phố vẫn đang được kiểm soát thông qua các hoạt động giám sát chủ động tại cửa khẩu và cộng đồng, chưa ghi nhận thay đổi về dịch tễ học. Ông Tâm thông tin thêm, dòng virus gây bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn là clade 2B, dòng gây dịch bệnh cho các nước trên thế giới, chưa phát hiện clade 1B là dòng mới của M-Post trước đó tại họp báo thường kỳ bộ ngoại giao người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng cũng đã cập nhật công tác phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ tại việt nam để chủ động phát hiện kịp thời các ca bệnh trong nước và từ nước ngoài xâm nhập vào việt nam các cơ quan chức năng của việt nam đã tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh trong thời gian tới các cơ quan y tế cũng như các cơ quan phòng chống dịch bệnh sẽ tiếp tục đánh giá theo dõi sát tình hình để kịp thời có những biện pháp phòng chống dịch cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân Liên quan đến việc nhà văn hóa 34 tại phường Mễ Trì chưa kịp bàn giao đã bị chia phòng cho thuê trọ, lãnh đạo phường Mễ Trì khẳng định, theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhà văn hóa và các hạng mục xung quanh gồm công viên, cây xanh trên mặt đất với diện tích khoảng hơn 7.500m2 phải được bàn giao trước cho Ủy ban Nhân dân quận Nam Tử Liêm, sau đó sẽ bàn giao lại cho Ủy ban Nhân dân phường. Ủy ban Nhân dân phường cũng đã có kiến nghị Ủy ban Nhân dân quận có nghiệm thu và bàn giao lại Ủy ban Nhân dân phường, nhưng đến nay địa phương chưa được tiếp nhận liên quan đến việc tầng 3 nhà văn hóa bị chiếm dụng cho thuê. Theo ghi nhận tại tầng 3 vào ngày 15 tháng 8, một cặp vợ chồng cùng con nhỏ đang thuê trọ tại đây cho biết đã thuê căn hộ khoảng 50 m2 ở đây được 2 năm nay với giá 7 triệu đồng một tháng chưa bao gồm tiền điện nước. Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo phường tiếp thu thông tin và cho biết trước đó vài tuần đã nhận được đơn thư phản ánh của người dân địa phương với nội dung tương tự. Vị lãnh đạo này cho hay, Ủy ban Nhân dân phường sẽ trao đổi với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Công an quận và Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm để tiến hành kiểm tra, bởi việc kiểm tra là thuộc thẩm quyền của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm. Thông tin thêm về các hạng mục của nhà văn hóa, lãnh đạo phường Mễ Trì cho biết, theo quyết định chủ trương đầu tư của thành phố Hà Nội từ năm 2017, dự án này được xã hội hóa với sự tham gia của một công ty tư nhân. Theo phương án kiến trúc do Sở Kế hoạch Kiến trúc Hà Nội phê duyệt vào ngày 29 tháng 5 năm 2017, nhà văn hóa được chia làm hai công năng, mặt trước tòa nhà có chức năng sử dụng làm nhà văn hóa cho tổ dân phố số 3 và 4, mặt sau tòa nhà được sử dụng là nhà điều hành bãi đỗ xe, phân định giữa hai chức năng sử dụng này là tường ngăn. Cũng tại phương án thiết kế này, tầng 3 mặt sau của nhà văn hóa được bố trí công năng là phòng làm việc quản lý bãi đỗ xe ngầm, cầu thang và các phòng vệ sinh. Như vậy toàn bộ diện tích tầng 3 của nhà văn hóa dù sử dụng công năng nào cũng không có hạng mục cho thuê trọ và cho thuê văn phòng. Lãnh đạo phường Mễ Trì cho biết, trong khi chờ các đơn vị hoàn thiện và bàn giao, hiện tầng 3 mặt sau của nhà văn hóa do các công ty doanh nghiệp thuê lại và đã có sự thỏa thuận với hai tổ dân phố số 3 và 4, việc giám sát quản lý hoạt động nhà văn hóa là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường trong quá trình đợi nghiệm thu. Để công tác quản lý giám sát được hiệu quả, Ủy ban nhân dân phường Mễ Trì cũng nhiều lần kiến nghị Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liên sớm bàn giao nhà văn hóa. Trong khi chờ đợi cơ quan chức năng xử lý việc thì người dân thiếu nơi sinh hoạt cộng đồng thì những vi phạm như cho thuê phòng trọ văn phòng, mất an toàn phòng cháy chữa cháy vẫn ngang nhiên nhiều năm nay. Nhiều người dân sinh sống tại đây bức xúc đã nhiều lần gửi đơn thư kiến nghị các cấp chính quyền nhưng đến nay vẫn chưa có hồi đáp. Vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 8, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại km 1933 trên đường Hồ Chí Minh thuộc thôn 10, xã Quảng Tín, huyện Đắk Rấp, lực lượng cảnh sát giao thông đội số 2 của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Nông đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp. Theo tin báo, một hành khách trên xe khách trí tâm, biển kiểm soát 47B008.09 đang bị cơn đau tim nặng và có các dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng. Ngay lập tức, tổ tuần tra đã sử dụng xe đặc trùng để đưa chị Võ Yến Duyên, 30 tuổi, trú tại xã Cư Pơng, huyện Crong Pok, tỉnh Đắk Lắc, đến Trung tâm Y tế huyện Đắk Rơ Rấp. Chị Duyên, người bị lên cơn đau tim cùng các biểu hiện bất thường, cần được cấp cứu ngay để cứu mạng sống. Nhờ sự can thiệp kịp thời và chuyên nghiệp của lực lượng cảnh sát giao thông và sự điều trị tận tình từ đội ngũ y bác sĩ tại trung tâm y tế huyện Đắk Lắk, tình trạng sức khỏe của chị Duyên đã dần ổn định, hiện tại chị đã qua cơn nguy kịch và đang trên đường hồi phục. Gia đình chị Duyên đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng công an Đắk Nông và đội ngũ y bác sĩ những người đã không ngừng nỗ lực cứu giúp chị trong hoàn cảnh nguy hiểm, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nhân văn cao cả liên quan đến việc lan truyền video của một cô gái chụp ảnh khỏa thân bên đường thuộc xã Lai Hưng, huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương trên mạng xã hội. Ngày 22 tháng 8, bà CTTN, sinh năm 1987, tạm trú phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, là chủ cửa hàng giày dép đăng video trên đã được các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông mời làm việc về hành vi sao chép, đăng tải thông tin, hình ảnh có nội dung nhạy cảm. Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, Bà N cho biết đang kinh doanh cửa hàng giày dép. Ngày 20 tháng 8, bà này lên mạng xã hội và thấy có clip ghi lại cảnh một người phụ nữ khỏa thân để chụp ảnh nên đã sao chép clip về, đăng tải lên Facebook, TikTok cá nhân nhằm mục đích thu hút nhiều lượt tương tác để bán hàng. Qua làm việc, bà N thừa nhận hành vi là chưa đúng, đồng thời cam kết gỡ bỏ thông tin bài viết có nội dung nhạy cảm. Trước đó, cơ quan chức năng huyện Bò Bàng tỉnh Bình Dương cũng đã làm việc với ông NTT, 47 tuổi, ngụ quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Ông NTT là người tự nhận đã thuê nữ người mẫu chụp ảnh khỏa thân với giá 1,5 triệu đồng cho 2 giờ. Ông T thừa nhận đã thuê nữ người mẫu chụp ảnh khỏa thân trong vườn cao su với mục đích chụp ảnh nghệ thuật. Ông T khẳng định các bức ảnh chụp trên vị trí bìa vườn cao su chỉ với mục đích làm kỷ niệm, cam kết không phát tán trong bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào. Từ những thông tin được cung cấp trên, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mò Bàng tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Mới đây, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về tội nhận hối lộ và đưa hối lộ. Các bị can bị khởi tố tội nhận hối lộ gồm Bùi Văn Thái sinh năm 1980, giám đốc Quỹ tín dụng Khánh Cường và Nguyễn Thị Thuần sinh năm 1977, công chức địa chính xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình theo quy định tại điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Trong quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hoài sinh năm 1989, trú tại xóm 1, Nam Cường, xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh về hành vi đưa hối lộ theo quy định tại khoản 2, điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 trước đó từ nắm bắt tình hình và tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân cơ quan cảnh sát điều tra đã vào cuộc điều tra xác minh và xác định bị can phạm thị hoài là người đã có hành vi đưa hối lộ cho bùi văn thái và nguyễn thị thuần để làm nhanh các thủ tục sang nhượng cho tặng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hồ sơ vay vốn theo yêu cầu của hoài theo đó người dân muốn làm nhanh các thủ tục sang nhượng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hồ sơ vay vốn phải đưa cho thuần là cán bộ địa chính xã và thái là giám đốc quỹ tín dụng một số tiền Vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình điều tra làm rõ. Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam mới đây đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án liên quan đến bị cáo Trần Thị Hồng, sinh năm 1985, cư trú tại huyện Thăng Bình, cựu nhân viên kế toán tại Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình và bị cáo Ôn Thái Nghiêm, sinh năm 1984, chồng bị cáo Hồng, cả hai bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, vào ngày 25 tháng 4 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam nhận được đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Ca O, cư trú tại huyện Thăng Bình. Bà Ca O cáo buộc vợ chồng Hồng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 2,3 tỷ đồng từ nhiều người. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã tiến hành điều tra và xác định rằng Trần Thị Hồng đã vay mượn tiền từ nhiều người để phục vụ cho hoạt động kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, vào cuối năm 2020, Hồng rơi vào tình trạng vỡ nợ. Để tiếp tục duy trì sự tin tưởng từ những người cho vay, Hồng cùng chồng đã dựng lên câu chuyện cần tiền để tiếp tục kinh doanh bất động sản để đáo hạn ngân hàng. Với thủ đoạn này, Trần Thị Hồng và Ôn Thái Nghiêm đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền tổng cộng gần 18,5 tỷ đồng từ 11 người. Trong số đó, Ôn Thái Nghiêm đã giúp sức cho Hồng chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được không chỉ được dùng để trả nợ mà còn được tiêu xài vào mục đích cá nhân. Tại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử đã đưa ra mức án tù cho các bị cáo. Cụ thể bị cáo Trần Thị Hồng bị tuyên án 14 năm tù giam, trong khi bị cáo Ôn Thái Nghiêm bị tuyên án 7 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Thanh Hóa mới đây đã công bố quyết định kỷ luật đối với một số cán bộ và tổ chức đảng liên quan đến việc tuyển sinh tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Mường Lát. Các cá nhân bị kỷ luật bao gồm ông Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát, ông Lò Văn Tuấn, Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin, nguyên trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát. Ông Tống Minh tới, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát, ông Trịnh Xuân Tâm, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Mường Lát, ông Vũ Xuân Tùng, chuyên viên phòng Văn hóa Thông tin, nguyên chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát, cùng với đó, chi bộ phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát cũng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Sự việc này bắt nguồn từ các phản ánh của phụ huynh học sinh về việc một số học sinh là con cháu của lãnh đạo cấp phòng và giáo viên được xét tuyển vào lớp 6 tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Mường Lát không đúng quy định. Phụ huynh yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa thanh tra kiểm tra công tác tuyển sinh tại trường này từ năm học 2020, năm 2021 đến nay để đảm bảo việc thực hiện chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số đúng quy định. Kết quả xác minh cho thấy từ năm học 2020, 2021 đến năm học 2023, 2024, nhiều học sinh là con của cán bộ công chức và giáo viên đã được xét tuyển vào trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Mường Lát không đúng quy định. Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Thanh Hóa đã vào cuộc để điều tra sự việc. Trong khi đó, các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ đối tượng tuyển sinh bao gồm thanh niên, thiếu niên người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, trường cũng được phép tuyển sinh không quá 5% con em người dân tộc Kinh từ các vùng khó khăn này. Tuy nhiên, trong kỳ thi tuyển sinh năm học 2022-2023, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tuyển sinh không đúng quy định. Cụ thể, tại trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở Như Xuân, 33 học sinh đã được tuyển sai; trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở Quan Hóa, 43 học sinh; và trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở Như Thanh, 20 học sinh. Huyện Mường Lát cũng ghi nhận nhiều trường hợp con em cán bộ được đưa vào trường nội chú không đúng theo quy định việc tuyển sinh sai quy định dẫn đến việc chi trả trợ cấp không đúng quy định cho các học sinh này. Tổng số tiền chi sai quy định tại huyện Quan Hóa lên tới hơn 131 triệu đồng. Các huyện Như Xuân, Như Thanh cũng không công bố số tiền chi sai quy định và không rõ nguồn tài chính để trả lại ngân sách nhà nước. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Như Thanh cho biết, việc phát hiện học sinh tuyển không đúng vùng chỉ xảy ra sau một thời gian học. Nhà trường đã chuyển cho các em về các trường xã để tiếp tục học. Mặc dù các địa phương đều báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tuyển sinh và danh sách học sinh trúng tuyển, nhưng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa không phát hiện ra việc tuyển sinh sai quy định. Để khắc phục tình trạng này và ổn định quy mô số lớp và học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 7 cho năm học 2023-2024 tuy nhiên ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa yêu cầu lấy ý kiến từ các đơn vị liên quan và cho rằng việc áp dụng đối tượng tuyển sinh chưa phù hợp với thời điểm hiện tại vì vậy sở giáo dục và đào tạo kết luận chưa đủ cơ sở pháp lý để thực hiện việc bổ sung chỉ tiêu phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thanh hóa cho rằng công tác tuyển sinh thuộc trách nhiệm của phòng khảo thí và việc tuyển sinh sai có thể do sự thiếu sót trong tiếp cận và áp dụng văn bản pháp luật